Vô tình hình là cũng đã khuya rồi cho nên là mình không có giờ để edit nhiều, nên là hôm nay mình sẽ làm một cái video nó đơn giản thôi, nói về những cái thuật ngữ trong bộ môn Facebook này mà những người nào mới bắt đầu chơi thì cũng cần phải biết. Vì khi các bạn tán một cô gái thì các bạn cần phải hiểu người ta có cái gì, chứ không phải là các bạn cứ cắm đầu các bạn tán là được. Vì video này mình thu trực tiếp bằng máy ảnh nên là tiếng nó sẽ hơi vang do nó không thu qua mic. Trước đây thì mình cũng đã từng làm một video nói về vấn đề này rồi, nhưng mà mình cảm thấy là những thuật ngữ mà mình đưa vào nó chưa có cơ bản lắm, nên là video này mình sẽ làm nó còn cơ bản hơn video trước nữa. Đầu tiên mình sẽ bắt đầu từ chuyện đơn giản nhất, đó là gọi tên những ngón tay. Thì chúng ta sẽ có ngón cái là thumb, ngón trỏ là index, ngón giữa là middle, ngón áp út là ring và ngón út là pinky. Tuy nhiên thì trong Facebook người ta sẽ không gọi hẳn một cái tên như vậy vì rất là dài dòng, mà người ta sẽ gọi theo ký hiệu. Ngón cái người ta sẽ ký hiệu là chữ T, ngón trỏ là số 1, ngón giữa là số 2, số 3 và số 4. Ngoài ra thì Nhật Bản còn có một cách gọi khác. Người ta sẽ không gọi ngón cái là thumb hay gọi là chữ T, mà người ta sẽ đánh số 1 từ ngón cái. Tiếp theo là số 2, số 3, số 4 và số 5. Để gọi tên khoảng trống giữa hai ngón tay thì chúng ta sẽ ghép hai số tương ứng với hai ngón tay đó lại, ví dụ như là ngón trỏ và ngón giữa thì sẽ có là 1, 2. Thì khi các bạn làm một kỹ thuật, ví dụ như là mình chạm, mình muốn nói cho người ta biết là mình đang chạm ở hai ngón 1, 2, thì mình sẽ gọi tên kỹ thuật mà mình đã thực hiện cộng với lại cái số tương ứng của cái ngón tay mà mình đang thực hiện kỹ thuật đó. Ví dụ như là chạc ở ngón 1, 2 thì mình sẽ gọi là chạc 1, 2. Thuật ngữ tiếp theo đó là trick và skill. Trick và skill chính là những cái kỹ thuật thuộc về bộ môn, bất cứ bộ môn nào cũng vậy thôi, đều có những cái kỹ thuật riêng của bộ môn đó. Và trong bộ môn này thì nó sẽ gồm có trick cơ bản và trick nâng cao. Trick cơ bản thì gồm có 8 cái, nó là những cái để người ta dựa vào đó để phát triển lên thành những cái nâng cao hơn, khó hơn. Và trick nâng cao thì có thể nói là vô số. Vô số ở đây không phải là nó có sẵn là vô số, mà là người ta đang dần dần người ta tạo ra từ từ. Những cái người giỏi trên thế giới người ta đang tạo ra, cho nên là nó không có một con số thống kê cụ thể. Nhưng mà các bạn cũng đừng quan tâm là các bạn liệu có học hết được cái đống đó hay không, vì nó quá nhiều. Mà các bạn chỉ cần học một cái số lượng đủ để các bạn dùng là được. Sau đó là theo thời gian các bạn sẽ bổ sung thêm, sẽ khám phá thêm và sẽ trau dồi thêm những cái kỹ năng để mà phục vụ cho cái chuyện chơi của các bạn. Một cái thuật ngữ nữa đó chính là mod, hay còn gọi là modification, có nghĩa là bút quay. Thì modification nó chính là chỉ sự thay đổi, sự biến đổi. Đúng như vậy, chúng ta sẽ thay đổi và biến đổi những cái cây bút bình thường trở thành những cây bút nó có độ dài và khối lượng phù hợp để có thể quay, để có thể tập được những cái kỹ thuật nó nâng cao hơn. Vậy thì các bạn lại thắc mắc là một cái cây bút bi bình thường thì có quay được không? Câu trả lời là hoàn toàn được, nhưng mà nó sẽ cản trở các bạn. Nó sẽ làm các bạn không thể nào đi xa được và khó có thể sáng tạo được. Bất cứ bộ môn nào thì cũng đều có những dụng cụ riêng của bộ môn đó. Ví dụ như là guitar, tại sao người ta không gắn dây đàn lên một cái cây gì đó mà người ta lại gắn lên một cái thùng rất là to, rất là đắt tiền như vậy? Thì thứ nhất đó là yếu tố thẩm mỹ. Khi mà các bạn quay bằng một cái cây mod, nó sẽ nhìn nó bắt mắt hơn là một cái cây bút bi. Thứ hai, nó sẽ hỗ trợ các bạn trong quá trình các bạn quay. Nó sẽ không có làm cản trở các bạn sẽ không phải suy nghĩ nhiều về khối lượng và về cái độ cân bằng nữa, mà các bạn có thể toàn tâm toàn ý các bạn sáng tạo. Đó thì đó là cái điều mà cái người nghĩ ra cái trò này muốn. Người ta không muốn là các bạn vừa sáng tạo mà các bạn vừa khó chịu khi mà nó bị lệch, rồi nó bị ngắn quá hay là cái gì, các bạn sẽ bực mình và các bạn sẽ không có còn sáng tạo ra được nhiều cái nữa. Kế đó là về lòng bàn tay. Thì trong trò này lòng bàn tay được gọi là palm, và chúng ta sẽ có là palm up là lòng bàn tay ngửa và palm down là lòng bàn tay sấp. Thì khi các bạn muốn nói với một người nào đó là các bạn làm một cái kỹ thuật sonic thì người ta biết là sonic như này, nhưng mà người ta sẽ không có hình dung được là các bạn đang nói tới sonic ngửa tay lên như này hoặc là sonic úp tay xuống như này. Đó thì khi đó các bạn phải thêm một cái từ để chỉ cái lòng bàn tay của các bạn, đó là palm up hoặc là palm down. Ví dụ như là mình có sonic palm up là nó sẽ như này, còn palm down là nó sẽ như này. Đó, thuật ngữ cuối cùng mà mình muốn giới thiệu trong video này là breakdown. Breakdown là vì các bạn viết những cái các bạn quay ra thành một cái đoạn bằng chữ để các bạn có thể chia sẻ cho bạn bè và những người nào mà muốn học những cái mà các bạn đang quay. Ví dụ như là mình có một cái đoạn là turn around, turn around reverse sonic và turn around extended.
Đó thì những cái mà mình đọc và mình viết ra những cái đó thì nó gọi là breakdown. Tuy nhiên thì breakdown chỉ có tác dụng khi mà các bạn học một cái combo đơn giản, còn một cái combo nó phức tạp thì đôi khi các bạn sẽ rất là khó để có thể tìm ra cái trick mà các bạn cần ở trên YouTube thông qua cái breakdown đó. Vì cái tên của những cái trick trong cái trò này đôi khi người ta tự đặt chứ người ta không có thống nhất theo một cái quy tắc nào, nên là việc tìm một cái trick đôi khi nó cũng rất là khó khăn và số lượng video hướng dẫn nó cũng bị giới hạn, nó không có được nhiều. Thì breakdown nó cũng chỉ là để các bạn biết được cái tên gọi của những cái kỹ thuật đó thôi. Còn việc học thì các bạn nên là nhìn và các bạn copy theo, các bạn tua chậm lại, các bạn quan sát và các bạn dùng cái suy nghĩ để các bạn có thể phân tích được người ta làm như nào, các bạn copy theo. Thì đó là cái cách học tốt nhất, còn breakdown chỉ là lý thuyết thôi. Ok, và đó là những cái thuật ngữ mà các bạn cần phải biết khi mà mới bắt đầu chơi bộ môn này. Ngoài ra thì nó cũng còn những thuật ngữ khác, nhưng mà mình nghĩ là nếu đưa vào video này thì chưa hợp lắm, vì những cái thuật ngữ đó nó hơi nâng cao một tí và mình sẽ làm trong phần 2 thì nó sẽ hợp lý hơn. Và ok, thì cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau. Nếu thấy hay nhớ like, share và subscribe để ủng hộ kênh.